Thật ra chị quen với chuyện sleep or hit rồi. Nhạc thì nghe rất là nhiều. Xem chưa? Hả? Một ca khúc của bản thân mà bạn nghĩ xứng đáng được đón nhận nhiều hơn. Câu này hay đó. Có một bài của tôi rất là thích, nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa có được kiểu wow lắm, nó chưa có được rộng ra lắm, nhưng mà tôi nghĩ một ngày đẹp trời nào đó thì nó sẽ nhận được sự chú ý. Đó là bài Nếu Anh Là Em với chị Tóc Tiên. Nó là một ca khúc mà em anh rất là yêu thích. Yeah, I'm so in love with Em that thích song. bài đó luôn. Yeah. Em có bài gì của em mà em muốn là khán giả biết đến nhiều hơn không? Em nghĩ là bài một cái bài em rất là thích đó chính là bài Dừng Yêu. À, Dừng Yêu. Em rất là muốn khán giả biết đến bài đó nhiều hơn. Mà nếu mà trong tương lai em sẽ tìm một cái bản phối mới nó sẽ catchy hơn. Thật ra để mà tiếc thì mình cũng tiếc nhiều. Tại vì mỗi cái album mình chỉ làm có hai ba Thì mình đúng rồi, single mình làm có hai ba single thôi, cho nên là những cái bài mà mình không có quay MV hoặc gì đó thì nó sẽ hơi hơi uổng phí một tí. Có một bài chị rất là thích trong Đĩa Hương mà mình chưa làm được gì nhiều, đấy là Trên Cây Cầu Bên Sông. Trên Cây Cầu Bên Sông Yeah, hả? I love that song too. Trong cái quá trình mà mình làm nhạc á, cái thẩm mỹ âm nhạc của mình, mặc dù mình là những người làm nghệ thuật thì mình nhiều khi mình cũng sẽ có những cái nhìn nó chính xác hơn về những cái tác phẩm của mình, nhưng mà khi mà mình đưa ra, nhiều khi em cũng hay bị như vậy, là có nghĩa là cái bài mình tâm đắc mà mình đưa ra thì khán giả lại đón nhận cái bài mình không tâm đắc bằng. Thật ra chị quen với chuyện sleep or hit rồi, tại vì bọn chị thì thường xuyên là sleep or hit khá là nhiều, nên là đôi khi một cái bài hát nó còn phụ thuộc vào cái thời điểm nữa. Có khi là mình đã ra bài đấy từ một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng mà đến một cái lúc nào đấy mọi người nghe lại và mọi người lại tự nhiên cảm thấy cái ca khúc đấy nó quá hay thì nó lại hit lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Có những cái bài nó ngấm từ từ, Đúng nó hết rồi. chậm, ví dụ 1 2 năm sau tự nhiên cái người ta bùng lên, người ta nghe quá trời nhiều. Đúng rồi, tức là có những cái bài mà mình sẽ phải biết trước là nó sẽ không hot liền đâu. Tại vì nó cần một cái độ, một cái thời gian để mọi người ngắm ngắm ngắm. Nhưng mà một khi mọi người đã ngắm rồi, cái bài hát nó sẽ sống rất là lâu. Em bốc bốn từ em phía đi. em bóng Từ 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 phía đi ha. MV tâm đắc nhất mà bạn xem gần đây. Chờ chờ với em MV môi chạm môi xíu. Nói chứ. Tâm đắc á là để tâm ý của mình để làm sản phẩm, là có nghĩa là em cũng dành dụm rất là nhiều trong vòng 1 năm để làm môi chạm môi, thì đó là tâm đắc để em ra. Còn gần đây thì chắc em nghĩ là em rất là thích MV của Đại Minh Tinh của chị. Trời, xin lỗi nha, gần đây chạy show nhiều không? Tại vì thường chị sẽ nghe nhạc nhiều hơn là chị xem MV. Nhạc thì nghe rất là nhiều. Xem chưa? Hả? Môi chạm môi hả? Không, yes Dạ and không. À, yes and, xin Yes and, rồi. just yes Tất nhiên and. Em rồi. rất là thích. Ồ. Không, ý là mọi người đang nghĩ là hỏi hỏi MV Việt Nam. Cho nên là Không, chị em đi đang. nào cũng được. Thì chắc là Yes and rồi, mới nhất rồi. Còn tôi là tối hôm qua tôi mới vừa phát khám phá ra một cái version rất là hay của bài Standing Next to You của Jungkook, phiên bản hát với anh Usher. Amazing, hay kinh khủng, đặc biệt là kiểu tức là cái verse của Jungkook vốn dĩ đó rất hay rồi, nhưng mà khi mà anh Usher vào ấy, ảnh đưa cái vibe của Người ảnh yêu vào. cũ chị đấy, Usher. Em ơi, hay kinh khủng, tức là mọi người phải xem ngay Standing Next to You của Jungkook fit với lại Usher. Thế thì chắc chị thích Seven Day, quá tại vì hay. chị thích Han So Hee, cặp đấy quá đẹp. Đúng, mà Seven Day cũng là một MV concept rất là hay, bài hát Quá đẹp, rất quá hay, đẹp. rất catchy luôn. Ok.